Chào mừng các bạn đã đến Việt Hà. Chào các bạn, hôm nay nó trước chấm thành là sự dẫn chương trình rất việc bùng nổ với mạng kết hợp tình trạng của dạng ngựa chiến tiên Kha Rít. Ok, anh chàng ngồi bên ghế là nãy mặc đồ đến eo với Phương Kha Rít á, đỡ style. You know big boy, như Andy mặc tay xong cái gì. Giờ qua cái tập thứ hai rồi mấy anh chàng này đổ màu, đổ cái trang phục trả xã hội chú ý. Cho nên là cái view rất là cao, còn top trending ở trang phục ngầu hơn. Có bạn gái mới rồi, danh tiếng rồi lên Kha Rít rồi đổ style này. Minzy cũng đổ style, áo chim cò hoa lá hẹ. Chuboy cũng đổ style, mặc áo khoác cũng như chuyện công. Có DJ ở trên á, anh chàng này bên phải này giống Elvis Phương này. Vẫn chưa nhớ được cái tên đó. Là vì mà biết chỉ là Justy như bảo tàng như là phòng sông hơi nhé, sâu nha. Ngày xưa mình có đi sông hơi, xong lúc đó là sáng sớm, sau tầm 4-5 giờ sáng, xong đi ba về thì quá đuối quá. Cái phòng sông hơi cửa chuồng ra ra mặt áo khoác vô rồi bảo áo tiếp sau cửa mở ra, hai em chân dài vô ngồi bên cạnh mình hát trò không biết làm gì thì cũng đuối sức rồi, tưởng tượng thương mệt chỉ là hai người đẹp chân dài đó người dân chơi đi bay vừa xong về phòng sông hơi phục hồi sức lại mình thức trắng đêm à có thằng mập rồi cho anh chị tiếp lên lon lon là lon á rồi trở thành chọc lên ngồi với Super rồi gì thế cảm thấy người sống được cái đường mất mời đi bên gơ là fan gơ đó. À, team này có 3 thằng, chúng ta là thằng Vui Long gì đó, tập hợp của xuống cuối cùng. Con điều chơi kia có chủ nhà của con là làm kỹ cho chạy, cho biết đứng dậy nhảy vậy. Thế nào biết pháp biết cách biết chơi. À, Vui Quy rồi, này là con đùi, Vui Đen là mặt đồ rất là trang trọng, nhưng mà ý là con đùi. Chạy nào đang muốn ghi em xuống, nói đi, chạy nào đang muốn ghi em xuống. Sợ quá, pha trộn anh với Việt thì le trên. Giờ thằng mập này xuống cũng không ấn tượng lắm. Nhưng Vũ Công nhìn cũng bình thường thôi. Ồ, thằng này cái giọng nó ấm được. Thằng mập cũng giọng nó ấm được. Chắc thằng là Super cũng giá lên. Nhờ em nên được lên TV. Tôi có được lên TV không? Tôi chỉ lên YouTube thôi. Lên TV thì tôi phải đóng vai chỉnh chu, mặc đồ nghiêm trọng và phải nói những lời về cảm ơn cho nó đi với lại. Ví dụ không được gọi là mạng xã hội, anh không được gọi là Facebook, anh được gọi là mạng xã hội. Anh nói lại đi. Một cái hứng liền thì cái thể loại Pikachu. Pikachu Việt Nam là ít chụp ám chỉ mấy người ngấu vàng đứng ngoài đường là Pikachu. Mình cà rít cái ngộ mà hai bên má người ta hay sao mà mình giống như bạn đó. Thế thì nó là Serenhe thì anh sẽ nói là Ichigo. Tiếng Việt là tương nghiêng tiếng Hàn. Cà rít tóc bạc thì sao? Chỉ có giờ cà rít về Chanel à? Chanel thì khi giờ mà những con người không cần biết ngày mai sẽ ra sao vậy đó. Quay quay làm gì? Thì bấm trong nước thì có bóng bóng đi mới quần như vậy ạ. Gì đâu ra kiểu chúng bóng bóng được bà. Cái gì ạ? Quay làm gì? Cái thích lên ôm quay làm gì? Quay tập đợt sau này đi cạo đầu tờ le. Rồi giống như mấy mình bán lạc son, đồ chân được. Rồi trời trời, chú bình tĩnh. Cắt đầu tập rồi, cắt cái chữ Z gì trên nào chú Huy à. Pin gì à, con đứng. Mặc áo phi công, trời nắng mặc áo phi công á. Không đeo tiếng đen nữa, để cứ đeo tiếng đen. Nhìn Vua Quy lại rất là nhớ Việt Nam Cộng Hòa luôn. Quân đội nhân dân Việt Nam không có được cái vẻ ngầu đó. Đơn giản như đội bộ đội phi công, đội phi công Việt Nam giống như công nhân. Phi công Mỹ thì full option mà nhìn rất là ngầu. Hay là Hàn Quốc. Anyway, anh rất là happy. Anh Việt lẫn lộn. Hằng ngày nó nói là phải có cái subtitle chú giải dưới dòng chả hiểu gì. Em anh Việt lẫn lộn. Xong thì đến đêm nhảy tại vì thấy lộn xộn thật cẩm quá. Binzy vẫn đang giấu hàng, gian du học về mà bị giấu hàng, hàng về đâu. Ở hàng không cái logo thì nó là Caric có cái logo chị Cao. À, Caric cũng chơi quần áo ấm, áo khoác mà chơi quần mà bị đắt đầu gối. Leo lên autotune mà có cái tai nghe Bluetooth. Sao âm thanh lạ? Vừa sao vừa âm thanh. Cái thân hộ của giọng rất là ấm của Big Boy. Thì đến đi mặt hiền quá, không muốn ngầu. MCK, ai sẽ chọn Juno Big Boy giọng ấm đây. Mặt rất là ngầu, tạo lưng trend rất lớn, có tiềm năng. Mặt rất là góc cạnh. Đưa ra trách nhiệm quên. MCK, hay là Juno Big Boy. MCK, mặt rất là ngầu. À, mặt rất giống bình gôn. MCK mặt hơi giống bình gôn, rất là ngầu. Bình gôn có cái đầu tóc châu Phi, mặt bên trái là ngầu nhất. Và rất là góc cạnh, khá tính. Yandy mặt vẫn hiền quá. Rít nó xem ngón tay làm nail rồi, nó xem ngón tay nail rồi, đen đen. Có chữ chèn nail thì nháo, chữ nail giả hay cái chữ gì? Bắt buộc phải chọn, huấn luyện phải chọn loại này. You know Big Boy, cái giọng nó ấm nhưng mà sau nó hát ít quá, nó làm đền phía sau. Ấn tượng lúc đầu là phải dành cho hai thằng trước rồi. MCK nó ra trước cái nào vừa đi. Chọn MCK, rồi giải cứu là hai thằng này đặc biệt. Có ai cứu không? Ai đi cứu đi. Cứu You know Big Boy đi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Suwa cần cứu. Thì cứ You Know Big Boy, cứ You Know Big Boy tại vì giọng ấm nhưng mà hát lót hát đàn phía sau nên mình bị ấn tượng nó bị mất. Không có đứng dậy nhưng mà đã cứu You Know Big Boy của team Caric, Big City Boy. Đúng rồi, thằng này là Big City Boy nè, nó bự cho bá thôi.
còn better sẽ đấu với thành Lever. Xin cảm ơn các bạn đã coi hết chương trình của một chàng chàng rất cận này đã chiến thắng được đi vào vòng chân rất là góc cạnh nó cũng mình luôn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cùng mình nhé, ủng hộ mình nhé, subscribe, thank you.